thì tiếp theo những chia sẻ thì hôm nay em chia sẻ cách nấu chè đậu của Huế nha mọi người, dùng cho là đậu ngự nè, đậu đỏ, đậu trắng nè. Đó thì cách nấu thì nó cũng giống nhau nha mọi người. Đó thì 1 kg đậu thì mình sẽ rửa sạch và mình sẽ cho nước vô, mình cho nước xăm xắp như thế này bằng 2 đốt ngón tay nha mọi người. Đó, rồi mình sẽ nấu trong vòng 15 đến 20 phút. Đó, sau khi mà mình nấu 15 đến 20 phút thì mình sẽ tắt bếp đi và mình sẽ đậy nắp, mình sẽ ủ trong vòng 30 phút nữa nha mọi người. Sau khi mà mình ủ đậu được 30 phút rồi thì mình sẽ bắt lên bếp mình nấu. Đó thì mình khi mà ủ đậu á, mà nếu mà nó cạn nước thì mọi người cho thêm một chút xíu nước bằng 1 đốt ngón tay nha. Mình sẽ nấu cho nó xăm xắp như thế này nè mọi người. Đó, mình sẽ nấu tiếp cho nó xăm xắp nữa. Thì sau khi mà nấu lần 2 rồi đó thì cái đậu của mình nó cạn như thế này và cái hạt đậu mình kiểm tra mình thấy nó chín bở ra như thế này là ok nha mọi người. Đó, thì tiếp theo là mình sẽ cho đường. Thì đối với 1 kg đậu thì mình sẽ cho 800g đường nha mọi người. Đó, mình sẽ cho đường vô mình rim. Đó, nó phải còn nước xăm xắp ở dưới cái mặt đậu luôn nha mọi người, đừng có để cạn queo luôn nha. Đó thì mình sẽ cho đường vô. Khi mà cho đường vô mọi người nhớ là mình sẽ không có dùng cái đũa để mình đảo nha mọi người. Đó, mình xăm xắp như vậy thôi, hoặc là mình lấy cái tay cầm của cái nồi đó mình lắc qua lắc lại để đường nó tự tan nha mọi người. Nhớ là không có dùng đũa quậy xới từ dưới lên nha, làm như vậy thì nó sẽ bị sượng cái đậu của mình đó. Đó thì sau khi mà mình cho đường vô rồi thì mình sẽ cũng sẽ rim, mình rim trong vòng khoảng là từ 10 phút nha mọi người, cho cái đường của nó thấm vào cái đậu á mọi người. Thì đây là cái cách nấu đậu đậu đỏ, đậu ngự, đậu trắng đồ đó thì mình sẽ nấu như thế này nha. Đó thì khi mà mình cho đậu vô thì mình sẽ cho khoảng là 1 kg đậu thì mình cho khoảng là 1/2 muỗng sữa chua đó mọi người, bột baking soda mình sẽ cho vô lúc đầu nha. Lúc nãy em vừa nói á thì mình sẽ cho một chút xíu cái baking soda vô rồi mình mới nấu trong vòng 15-20 phút, rồi mình mới tắt bếp, mình mới đi ủ cái đậu trong vòng 30 phút nữa rồi mình mới đem lên mình nấu tiếp. Nấu tiếp nếu cạn nước thì mình cho thêm nước nha mọi người, cho thêm nước để mình nấu tiếp và mình nấu xăm xắp thì mình mới cho đường vô nha. Đó thì sau khi mà mình rim được 10 phút thì cái đậu của mình nó sẽ xăm xắp, nó nước đường nó sẽ gần cạn luôn nha mọi người. Thì cái đậu đen này á thì nó cũng giống như cái đậu ngự, đậu đỏ, đậu trắng á, mình sẽ nấu giống nhau. Thì sau khi mà nấu hoàn thành xong rồi thì mình sẽ ăn cùng với lại là cái nước cốt mà nước đường lá dứa mà em đã chia sẻ rồi đó mọi người, hoặc mình bán chung với lại chè thập cẩm trong chè Huế nha mọi người. Từ từ em sẽ chia sẻ từng món chè trong chè Huế. Thì đây là một cái cách nấu các loại đậu của chè Huế nè. Cảm ơn mọi người nha. Đó thì đậu này mình sẽ ăn kèm với lại chè thập cẩm, chè đậu, mình ăn kèm nước cốt dừa hoặc là nước đường lá dứa đều ngon hết nha mọi người. Đó, cảm ơn mọi người, chờ những clip sau chia sẻ về chè Huế nha mọi người, còn rất nhiều món trong chè Huế á.